Được rồi. Mà chúng ta học sang cái bài chương chương 16 nhá. Chương 16 là chương về bắt lỗi và kiểm soát lỗi trong chương trình. Thì cái chương này vì sao lại đưa vào đây? Vì nó có liên quan một chút đến cái chương trình tin học, cái chương trình cơ bản của lớp 10 đấy. Thì trong chương trình của lớp 10 nó có một cái có một câu là kiểm thử và gỡ lỗi của chương trình. Thì thực chất ra là kiểm thử và gỡ lỗi nó không phải là cơ chế bắt lỗi, nhưng mà nó có liên quan. Thì tôi xin thực cái việc mà gỡ lỗi và kiểm soát lỗi, tức là kiểm thử, là nó phức tạp hơn rất là nhiều lần. Nhưng mà cái bắt lỗi thì là khác. Bắt lỗi là nó là cái độ thấp hơn của việc của cái chuyện kiểm thử. Tức là chúng ta sẽ học cái cách là chúng ta bằng lập trình thôi, làm sao mà nó đỡ được nhất chuyện là giảm thiểu cái chuyện là chương trình nó bị lỗi, nó văng ra khi nó chạy chương trình đấy, đang chạy chương trình nó bị văng ra, nó bị gặp cái lỗi thì chương trình nó không được chạy lại được nữa. Thì có hạn chế cái lỗi đó, thì cái điều đó nó gọi là bắt lỗi hay là kiểm soát lỗi trong chương trình. Và chúng ta sẽ học riêng một cái chương về về một cái biện pháp, một cái cách kiểm soát lỗi của Python, đó là dùng exception. Thì cái này là trong 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 C nó cũng có, trong trong ngữ đàn nó cũng có. Tức là như này này, tức là mà ngữ lập trình ấy, nó định nghĩa số các cái lỗi mà người dùng có thể, khi lập trình có thể tạo ra. Đó. Các lỗi đó người ta gọi là các lỗi ngoại lệ hay là lỗi exception. Và khi mà lập trình ấy, chúng ta cũng cố gắng là tránh cái lỗi đó, tìm và tránh lỗi đó. Thì cái cơ chế đó là cơ chế là bắt lỗi nhé. Thì trước chúng ta tìm hiểu một chút về cơ chế bắt lỗi của Python, đơn giản thôi, nó nhiều lắm. Lấy ví dụ nhé, khi tôi viết là ví viết là 1 bằng 12 như này, thì nó lập tức nó báo lỗi. Thì cái là lỗi nhé, thì cái lỗi này là lỗi lỗi gì? Bạn chú ý nhất thì nó có, đầu tiên có chữ là syntax error, nó chữ error. Thì cái từ syntax error nó là cái mã lỗi, cái mã lỗi được phần mềm định nghĩa sách trong chương trình và nó cố định rồi. Cái thứ hai là cái dòng chữ là tiếng Anh là cannot assign to literal, thì cái từ này là cái mô tả lỗi, mô tả lỗi. Hiện nay là toàn bộ cái mô tả lỗi ở trong Python và tiếng Anh. Tất nhiên nếu mà thằng Python nó hỗ trợ cho những ngôn ngữ khác nhau thì nó có thể nó có cái việc mô tả lỗi bằng tiếng Việt, ví dụ như vậy. Nhưng mà hiện nay trước mắt là toàn bộ cái mô tả lỗi và cái mã lỗi là bằng tiếng Anh hết nhé. Đó, thì đây là một cái lỗi. Tôi lấy ví dụ một cái lỗi nữa nhé, lên ba tôi chưa không thì nó báo lỗi. Lỗi này là lỗi gì? Lỗi này là lỗi là zero division error, là lỗi là chia chia cho không. Nhưng mà là zero division error là cái mã lỗi, còn cái từ là division by zero, tức là cái thông tin hay là cái mô tả lỗi. Như vậy là khi mà Python ấy, chương trình ấy, nó đã định nghĩa sẵn một danh sách các cái loại mã lỗi và nội dung của lỗi. Chú ý nhé, nó là cái mã lỗi nhé. Và đi kèm mã lỗi nó sẽ cái thứ hai này, nó là nội dung của lỗi hay là mô tả lỗi. Nhưng mà nội dung của lỗi thì nó là gì? Thì nó là cái một cái dòng chữ, dòng một dòng text văn bản thôi. Như vậy là mỗi một cái lỗi mà Python định nghĩa bằng chính tính ấy, là nó gồm có hai tham số, một là cái mã lỗi, hai là cái nội dung lỗi. Thì cái mã lỗi này thông thường kết thúc bằng chữ error, còn trước mắt của nó có thể là có những chữ khác hay là để mô tả cái của nó. Tôi lấy ví dụ thêm cái giữa, tôi lấy ví dụ nhé. Tôi viết là như này.
Vì tôi biết là n bằng input là tôi đã thử bên v đó. In input nhập nhập một số đúng không? Enter. Thì tôi nhập một số là 5.6. Đấy, thì nó là báo lỗi ngay, bởi vì là chúng ta muốn nhập đây là nhập một số nguyên, thì nhập một thì cái hàm in nó không thể chuyển đổi một cái số ký tự là 5.6 sang số nguyên được, thì nó lỗi là value error. Thì đây, nhưng mà cái mã cho ta đây là cái mã là value error nhé, cái mã lỗi. Còn cái từ này là đây là cái gì, đây là cái thông tin lỗi, thông tin mô tả lỗi, được chưa? Đấy, đó là cái như vậy là có rất nhiều lỗi khác nhau mà có sẵn ở trong máy tính, thì các bạn có thể xem cái cuốn sách tôi viết đấy, thì sẽ có mô tả ở trong cái trang và trang gần cuối đấy, trang 244, thì liệt kê ra những cái lỗi mà hay dùng nhất. À, đây không có đúng không, liệt kê ra những lỗi mà hay dùng nhất hay có nhất, đó là attribute error này, zero division error này, overflow error này, gọi là module not found error, index error, key error, name error, vân time error, value error. Thì nó khoảng khoảng 15 20 20 cái mã lỗi hay gặp nhất của chương trình, được chưa? Như là cái người lập trình ấy, khi mà chúng ta chạy chương trình ấy, lập trình ấy thì phải chạy đúng không? Chạy thì khi gặp một cái lỗi như vậy như này thì nó sẽ vang ra, nó báo lỗi. Thứ nhất là cái nhiệm vụ là bắt lỗi là gì? Bắt lỗi là nhiệm vụ làm sao mà tránh không thể xảy ra cái lỗi đó. Đó. Làm sao mà trong chương trình nó tránh chúng ta, chương trình nó là tương tác giữa trình và người dùng, mà chúng ta phải nhập dữ liệu vào, chúng ta phải điều khiển cái kia, phải tính toán của khác nhau, thì làm thế nào mà để tránh không văng ra như vậy đó, thì dựa vào cái hệ thống lỗi này. Thế thì cái cách chúng ta làm là như sau. Thật là cái gọi là cái rất đơn giản, tức là cái cách mà chúng ta bắt lỗi quy trình bản chất là như thế này, tức là chúng ta dùng một cái lệnh đặc biệt, có một lệnh thôi, là lệnh là try, lệnh try như thế này, và sau lệnh bên dưới của bên trong try là một số lệnh, lệnh một này, lệnh hai, lệnh ba, lệnh bốn, lệnh năm đúng không, và kết thúc. Ví dụ thì tôi copy vào đây cái lệnh này, ví dụ nhé. Đấy. Lấy ví dụ thôi. Và thì ở ví dụ lệnh thứ hai là print, lệnh thứ nhất là n bằng, lấy ví dụ nhé, chưa được, n bằng, lệnh thứ hai là print n, lấy ví dụ như vậy, print n, còn lệnh thứ ba nữa, vân vân, lệnh thứ ba là print, lấy ví dụ, print là file. Xin chào. Ví dụ như vậy nhé. Như vậy là ba cái lệnh này này. Đây là đoạn chương trình của xem bình thường đúng không nào? Nếu mà chúng ta mà chạy bình thường nó chạy được bình thường. Nhưng mà khi mà chạy bình thường nếu gặp lỗi nó sẽ văng ra. Đấy. Thế bây giờ làm thế nào mà để tránh văng ra, thì chúng ta sẽ phải đưa vào một câu lệnh nằm bên trong cái nhóm lệnh là try. Và bên dưới try này, lỗi chứ không có nhầm nhé, bên dưới try này là đúng không, thì sau đó nó là except, except sau except này là làm mô tả cái lỗi mà có thể phải tránh tránh ra, ví dụ là value L. Đây là chúng ta đang có cái value error đúng không? Khi mà nhập một cái số vào, nhập một số nguyên nhất mà chúng ta nhập là chữ hoặc là nhập là số chữ thực ấy, thì nó báo cái lỗi, thì nó gặp cái lỗi văng ra, lỗi đó có là lỗi có cái tên là cái mã là value error, thì chúng ta viết vào đây. Except error vào xong, chúng ta là hai chấm xuống dòng, và đây là cái lệnh mà mô tả lỗi, lệnh mà thông báo lỗi nhé. Ví dụ không định cả tôi biết này, lấy ví dụ nhé. Được rồi, cái này gì đây thì bây giờ tôi mô tả nhé.
Thì đây là cái đại chương trình mà tôi muốn bắt lỗi. Bắt lỗi tức là gì? Bắt lỗi là làm thế nào mà không muốn cho nó văng ra. Bắt lỗi như sau, là chúng ta đưa nó vào cái câu lệnh là try, và sau hết cái lệnh này chúng ta sẽ phải có cái lệnh là except. Sau except này là cái mã lỗi mà chúng ta muốn tránh. À, sau mã lỗi này là cái là các cái lệnh mà thực hiện nếu gặp lỗi nhé. Có thể cái này tức là cái này như này, print bạn nhập sai rồi, được chưa? Đây là một ví dụ rất rất đơn giản của cái của bắt lỗi. Nhắc lại nhé, là chúng ta muốn bắt lỗi của chương trình thì chúng ta đưa cái nội dung đó vào bên trong cái câu nhóm câu lệnh là try và try except nhé, try except, và sau except thì chúng ta đưa ra cái mã lỗi mà chúng ta muốn là nếu gặp lỗi đó thì ta tránh. Và cách cách làm như sau, cái là except mã lỗi trong hai chấm xuống dòng và mô tả các lệnh thực hiện nếu gặp lỗi. Thì ở đây là gì? Cụ thể ở đây là chúng ta lệnh thông báo là nhập sai rồi. Nhấn vào Enter này. Đấy, như nhé. Bây giờ đang đang lệnh này đấy, đang thực lệnh này nhé. Bây giờ nhập số này, tôi nhập là AA nhưng mà là nhập sai đúng không? Nhập sai thì Enter. Báo là bạn nhập sai rồi, bạn thấy không? Như vậy chương trình này vẫn chạy bình thường nhé. Nhập một số này, AA này. Thì chương trình chạy tiếp tới đây và thông báo là bạn nhập sai rồi, chạy ở chỗ này. Không đồng ý này đâu. Như vậy là chúng ta vừa mới làm xong là đoạn trình này, chúng ta đã tránh tránh cái lỗi là value error rồi. Bạn đã hiểu không ạ? Đây chính là cái bắt lỗi đây. Bắt lỗi là bắt lỗi ngoại lệ, tức là gì? Chúng ta đã đưa cái lệnh hoặc là một nhóm lệnh muốn bắt lỗi vào bên trong cái công lệnh try. Như vậy là câu lệnh try là cái lệnh mà chúng ta muốn bắt lỗi. Thì cái bước đơn giản nhất của try là try, sau đó là mô tả các cái lệnh, sau đó là except, đó là cái mã lỗi, và sau đó là mô tả cái lệnh mà khi gặp lỗi. Thì như vậy là tôi mô tả lại ở đây nhé. Như vậy là cái em đây cái phần chính là như này. Chúng ta viết là lệnh là try nhé, xong nó xuống dòng, sau đó là mô tả cái lệnh đó, như là lệnh hai nhé. Cho ai vào đây, lệnh hai có thể là nhiều lệnh đúng không, có thể là lệnh ba, lệnh lệnh năm cũng thoải mái, nhưng mà sau đó phải bắt buộc phải có cái này, có là except. Thì đây là từ khóa nhé, except là cái từ khóa, sau except là cái mã lỗi, phải đưa ra cái mã lỗi chính xác mà Python nó có sẵn. Cái mã lỗi này là có trong cái có trong cái sách trong 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 Python. Sau mã lỗi là hai chấm xuống dòng và mô tả cái lệnh lệnh thông báo lỗi nếu có. Đó, thì đây là cái và đây đây chính là cái nguyên tắc mà bắt lỗi hay là kiểm soát lỗi trong Python là đơn giản nhất, nhưng mà cũng là đúng nhất thôi, cái trình đâu cũng lại này thôi. Tất cả cái việc bắt lỗi ở trong Python đều bằng câu lệnh là try hết nhé. Lệnh try chính là lệnh là bắt lỗi hay là kiểm soát lỗi bằng exception của Python, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái chương trình này đơn giản phức tạp hơn nhé. Ở đây nó có thể là bắt, có thể là accept mã lỗi 1, xong accept mã lỗi 2, accept mã lỗi 3, có thể là như này. Accept có thể là nó bắt nhiều lỗi. Đây là mã lỗi 2, có thể chương trình ra có thể có nhiều nhiều ở trong chương trình này này. Trong này này có thể nó có thể có nhiều loại lỗi có thể xảy ra, thì chúng ta sẽ xử lý từng loại lỗi một như này. Thông báo đúng không? Thông báo.
lỗi lỗi luận này nếu có. Thế đây là cái cách mà chúng ta làm bằng chương trình cụ thể nhé. Như là tôi sẽ nhập vào từ bàn phím hai số MN số nguyên và tôi in ra là phép chia cho M với N, in ra cái thương. Đây, tôi làm cái bài mẫu này. Thì tôi đây làm bài này nhé. Cái bài mẫu thứ một nhé. Bây giờ là như thế này. Tôi sẽ viết là M bằng in input thì là một cái bài bình thường nhé. Bài bình thường chúng ta là nhập cái bàn phím vào hai số MN và in ra phép chia M M M chia N. Rồi, nhập số M N bằng input nhập số N. Đúng không? Sau đó là print. Print ra ngoài là thương số bằng M chia N. Đó, được chưa? Bây giờ tôi ghi cái bài này nhé. Tôi ghi cái bài này để chúng ta sẽ lưu lại cái bài này. Đây là bài số 1 của buổi hôm nay nhá. Các bạn thấy là chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Hôm nay là cái ngày 12. Đây là 12. Nhá, đây là bài 1 này. Được chưa? Đấy, bây giờ tôi chạy này, chạy bình thường nhé. Chạy bình thường đi. Bài này tôi bỏ đi. Bài này xóa đi. Chạy bài 11 hơn nhé. Đây, nhập vào số M. Giờ nhập vào số M là 7 chẳng hạn. Nhập vào số N là 2 chẳng hạn. In ra là 3.5. Nhưng mà bình thường nó không có lỗi đúng không? Đấy, nhưng mà vấn đề là nhưng mà người khác nhập vào nó sai thì sao? Để lần thứ hai nó chạy này. Một người khác mà chạy chương trình. M gặp là 7. N tôi biết là nhập vào là 1.4. Đấy, vang ra ngay. Vang ra là value error. Đúng không? Như vậy đây là lỗi. Như vậy tôi có thể nói là người làm chương trình này là không 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 hay lắm, không tốt, chưa chuẩn lắm. Vì bây giờ chương trình mà người dùng nó nhập vào lỗi vui thì nó cả thì không được nhé. Còn lại tôi là làm tiếp một cái lỗi nữa này. Đây, số nhất là nhập là 8, số thứ hai nhập là 0, enter lại lỗi nữa. Đấy, như vậy các bạn thấy không? Như vậy là một cái chương trình đánh của chúng ta thôi, nhưng mà nó mà bình thường thì không sao, nhưng mà với người đặc biệt mà ta không không muốn trước thì nó có thể nó báo lỗi. Đấy, thì bây giờ chúng ta làm thế nào để lập trình để tránh được cái lỗi đó, bây giờ chúng ta xử lý cái này nhé. Xử lý cái này. Như vậy cái bài này chưa là quên mất, bài này là trước mắt có thể là nó có hai dạng lỗi. Một là nhập MN phải là không phải là số nguyên mà là nhập là số thập phân hay là nhập là số ký tự, số bất kỳ thì máy nó báo lỗi là value error. Loại thứ hai, cái loại lỗi thứ hai của cái bài này là nhập số n bằng 0 và như vậy nó báo lỗi là zero division error. Và như vậy là chúng ta sẽ tránh hai cái lỗi đó. Nhưng cái người lập trình là phải biết rõ à đoạn trình này là có thể nó gặp cái lỗi gì, gặp lỗi gì và chúng ta có thể tránh cái đó, tránh nó ta sửa như thế nào. Rồi thì chúng ta làm nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ sửa như sau này. Cách chúng ta sửa này, chúng ta theo dõi ông lại cái nhóm lệnh mà chúng ta muốn đưa vào để ta xử lý, chúng ta phải đưa vào cái chúng là try, được chưa? Và dưới này chúng ta cho tụt vào đây, chúng ta đây là ba cái lệnh mà tôi muốn trình, mà tôi muốn được chưa? Đó, và sau đó là tôi dùng cái từ khóa là accept. Nghĩa là gì? Accept là chạy chương trình này ngoại trừ, accept là ngoại trừ cái lỗi, ngoại trừ cái value error thì ta xử lý như thế nào. Đấy, đúng không? Bài này chúng ta bài này có hai lỗi, một loại lỗi thứ hai là accept. Accept
Loại lỗi thứ hai là gì nhỉ? Là cái từ là zero division đúng không? Zero division error là loại lỗi thứ hai nhé. Đây thì là thông báo này, thông báo này cho thông báo là prim. Bạn cần nhập các số nguyên. Đấy, chúng ta người dùng nó nhập đúng thứ nhất. Lỗi thứ hai, chúng ta thông báo cho người dùng là print, thông báo cho người dùng biết là như thế này, thông báo cho người dùng biết là số n phải khác không, được chưa, số n phải khác không. Đó. Như vậy đây là đoạn trình mà tôi đã sửa trên đầu, và bây tôi chạy thử nhé, xem có lỗi không nhé. Cái bài này chúng ta tha hồ cho người dùng nhập là ta không bị lỗi nữa. Đây đây, số m nó nhập là ddd này, báo ngay là bạn cần nhập các số nguyên, dừng lại ngay đúng không. Tôi chạy tiếp này, chạy lần thứ hai nhé. M tôi chạy nhập là 7, số thứ hai thì tôi nhập là không, báo là số n phải khác không, được chưa. Thì các bạn thấy là như thế nhé. Thế bây giờ bài này tôi sửa lại là như sau, tôi sửa lại, tôi bây giờ tôi lưu bài là bài bài đây là bài đầu tiên nhé. Đây là phán một, bài một. Bây giờ tôi sửa lại bài này là như sau này, tôi sửa lại là tôi sẽ cho người dùng nhập liên tục cho đến khi nào mà xong thì thôi nhé. Tức là khi nào mà khi còn gặp lỗi thì quay lại, ta nhập tiếp, cứ như vậy, khi nào nhập cho đúng thì thôi thì dừng lại và sang 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 kia sang chỗ khác nhá. Rồi ta lưu lại bài này, ta sửa lại một chút thành cái bài là bài số 2 đi, ta sửa lại là B2 nhé, là vẫn là bài đó thôi, nhưng mà bài bài này là nếu mà gặp lỗi thì máy máy thông báo và cũng là sẽ xong trình xong luôn, mặc dù là không 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 mang ra, không mang ra, nhưng mà thì nhưng mà không chạy được, và là khi mà gặp lỗi thì thôi. Nhưng mà sửa lại gì nữa, nếu gặp lỗi thì sẽ yêu cầu nhập lại. Rồi ta làm như sau nhá, chúng ta sẽ phải là như sau, chúng ta sẽ phải đưa toàn bộ cái lệnh này vào trong cái vòng lặp liên tục nhé, như sau này. Đây tôi dùng cái lệnh là while 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 true, được chưa. Mình tôi cũng phải lùi lùi hết lùi lại. Ta sửa một tí thôi nhé. Rồi, ở đây là đưa cái đấy vào. Được chưa? Rồi, thì ở đây nhá. Nếu mà chạy qua là hai cái này này, chạy xong cái này, thì sau này không lỗi, không gặp lỗi, thì nó sẽ chạy chạy xuống đến số thế này, và chúng ta sẽ dừng trình lại. Như vậy là chúng ta có thể có lệnh sau đây này, chúng ta ở đây chúng ta sẽ có một cái lệnh nhà, chúng ta đưa cái lệnh này ra ra cuối, ta cũng ra 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 phía dưới này nhé. Nên đây là nó không có lỗi này, green đi xuống thế này, green lệnh một là Em đây cái đã nhập đúng rồi, đã nhập đúng đúng không, và thư số là thế này đúng không. Đây còn thường đâu phải có cách nhé. Đấy, đây là như sau. Ở đây là nếu mà nó xong này mà hết lỗi rồi, không chạy ra đây nữa, chạy qua đây này không lỗi thì nó ta dừng, chúng ta dùng lệnh break để ta thoát ra khỏi vòng vòng này. Đó. Thì đây là cái chương trình mà nó yêu cầu là nhập đi nhập lại cho đến khi nào mà hết lỗi. Nếu hết lỗi là nó break break ra và nó đưa sang bên này mà thông báo là đã nhập đúng và thông báo ra cái thương số này. Nếu là còn hai lệnh này là hai lệnh sẽ tôi sẽ bắt lỗi. Tôi sẽ bắt lỗi. Đúng không? Bắt lỗi cho đến khi nào mà hết lỗi thì thôi, chạy thử nhá. Bây giờ chạy thử bài này nhé. Đây là bài số 2. Chạy thử này. Này, M này, tôi gõ này.
7.77 enter, mình báo luôn là bạn cần nhập là các số nguyên. Đấy, như cầu nhập lại là M, nhập lại nhưng mà là 8. Enter, nhập N thì có là 0. À, đã nhập đúng. À, không được đúng không? Là xin lỗi, vẫn phải đưa vào đây, xin lỗi, vẫn phải đưa vào đây. À, vẫn phải đưa vào đây. À, như thế nào nhỉ? Vì chỗ này chưa có M trên L, tôi viết đây, tôi viết đây nha, tôi viết là tôi viết là x thì bằng M trên L để cho gọi. Để câu lỗi thôi đúng không? Câu lỗi nhá. Đây, như vậy là sửa, tôi sửa lại một tí. Không lỗi tôi là in ra x gì. Đấy, nhá. Bây giờ tôi sẽ chơi lại này, tôi sửa lại nếu đúng. Nào, sẽ sửa lại nhé. Đây. M này, tôi gõ là HH này. Nhập, nhập lại số M. 7 này. Nhập số N là 8.9. Máy báo là nhập số nguyên sai. Để nhập số M là 9. Nhập số N là 0. Vẫn bị lỗi. Mã số N phải khác 0. Nhập lại M bằng 8. N bằng 4. Thông báo ra là 2.0. Đó, bạn thấy không nào? Người ta cho mày sửa một chút nhé. Đấy, mày sửa. Thì đây là đoạn từng đây là một công trình hoàn chỉnh, là tôi mắc lỗi của lệnh nhập dữ liệu. Thực ra có thể có nhiều chỗ khác để mà ta mắc lỗi, nhưng mà đây là một chương trình cụ thể đúng không nào? Bạn đã hiểu nhỉ? Hiểu cái này chưa nhé? Đó, thì đây là cái cách mà chúng ta mà xử lý khi mắc lỗi. Ở trong trong nó có rất nhiều lỗi khác nhau nhé. Nhưng mà chúng ta cần phải nắm vững, như vậy bài này này là chúng ta cần phải nắm vững là cái lỗi là value error và lỗi là zero division error. Đấy, bây tôi bây chúng ta sửa lại thêm một chút khác nhé. À, có thể không cần thiết là phải viết dòng chữ là print bạn cần nhập số nguyên đông, mà chúng ta có thể thông báo ngay như sau này. Bây giờ bài này ta sửa một chút nhé, là bản thân cái cấu trúc của cái mã lỗi là như sau. Thì tôi sửa, tôi ghi lại thành mã số 3 này, chúng ta có cái làm khác một chút là B3 nhá. Tôi sửa lại như thế này, đó là bài này thôi. Bây giờ tôi sửa lại như sau này, tôi sửa lại chỗ này là một cái mã lỗi, tôi hiểu sâu một chút về mã lỗi nhá. Là tôi sẽ là S R1 R1 và đây thông báo là cái print E R1. Nhưng mà là cái lệnh except này là except mô tả mã lỗi, thì thêm là S R nữa thì đều hai chấm S này. Vậy print ra cái này, như vậy là bản chất cái mã lỗi này là nó là bản chất cái mã lỗi, khi ta viết lại S như này thì nó sẽ là một cái số ký tự và thông báo đây chính là cái thông báo lỗi nhé. Để cũng vậy, cái này là S R số 2 nhé. Và đây chúng ta sẽ phải sửa một tiết để như này nó nhanh, để nó nhanh E2 đó, được chưa? Và đây là một cách khác chúng ta làm cho nó nhanh, không cần thiết phải in ra cái dòng chữ bằng tiếng Việt cho nó dài nhé. Đây chúng ta chơi thử cái bài này, mọi người cái là nó hiện trên chúng ta đã mắc lỗi đây, đây chính là đây except value error, chính là bắt lỗi value error và mô tả luôn cái lỗi đó, in ra cái lỗi đó trên màn hình nhé. Thì tôi biết là anh đây, bỏ như này thì máy báo luôn là em để máy máy báo luôn là bằng tiếng Anh, tức là bằng tiếng Anh rồi. Chúng ta phải bắt buộc phải nhập vào bằng là nhập là số, không phát được chữ nhé. Thì tôi biết là 8 này, 0 này, máy báo lỗi là division by zero. Bạn thấy không nào? Như vậy là đây chính là cái thông tin của cái lỗi. Như vậy là một cái lỗi, nhớ lại, nó có hai thành phần: một là cái mã lỗi, hai là cái thông tin về lỗi, được chưa? Bạn chú ý nhé. Rồi thì đó là cái như vậy là cái toàn bộ cái việc bắt lỗi là bằng câu lệnh là try, và chúng ta có thể áp dụng cho nhiều nhiều chỗ, nhiều nơi khác nhau không?
Đấy, và trong trong một lệnh try đó nó có thể nó bắt nhiều lỗi cùng lúc, thì chỉ cần bắt nhiều lỗi cùng một lúc được chưa nhé. Rồi thế thì cho nó sang cái phần tiếp theo này nhé, xem trong chương trình có cái gì để chơi hay thì phải xem, không có gì nhiều lắm nhé. Rồi thế thì tôi sẽ sang mà cái loại thứ hai là chúng ta phần lớn tôi sẽ làm cái bài tập mà chỉ liên quan chỉ mà nó nhiều đấy thì ta sẽ bắt lỗi trong cái lệnh là nhập dữ liệu thôi nhé. Thế bây giờ như này này, cái lỗi mà Python ấy nó có sẵn ấy là cái lỗi mà rất rõ ràng, à, cái lỗi là name error là ta đặt tên biến sai đúng không, value error là ta nhập cái giá trị bị sai đúng không, sai là nhập số nguyên thì ta nhập phải số thực gọi là sai. Nhưng mà có những cái mà chúng ta bắt lỗi là đặc thù riêng cơ, lấy ví dụ nhé, lấy ví dụ như này nhé, là giả sử tôi muốn một cái bài tập như sau, bài tập là tôi muốn yêu cầu người dùng nhập dữ liệu n từ đầu vào mà phải nhập n đó là phải làm một số, về là một số tự nhiên phải lớn hơn không và nhỏ hơn 100, nó bằng 100, nếu vượt quá 100 hoặc nhỏ hơn không thì máy báo lỗi, làm như nào bắt lỗi làm như nào là chúng ta có thể đây. Thì ta làm cái chương trình như này, làm chương trình này đơn giản là muốn là làm bắt lỗi như này, không có lỗi mà tôi muốn là một chỉ bình thường nhé, tôi muốn là đổi bài như sau, đổi bài là nhập nhập số n từ bàn phím và kiểm tra nếu n nhỏ hơn không và n lớn 100 thì yêu cầu nhập lại cho đến khi mà n là số nguyên nằm giữa 1 100 thì dừng lại, được chưa. Thế thì làm như sau này, thế ví dụ thôi, thế làm như này nhé, đây không ta dùng try, ta đây ta làm chỉ bình thường thôi nhé, thì bình thường là như thế này, tôi bình thường tôi nhập là đây, tôi dùng lệnh while while true n bằng in input nhập số tự nhiên nhân n đúng không? Bây giờ là if nếu mà n nếu mà không nhỏ hơn bằng n nhỏ hơn bằng 100 thì có thể là thì nhập xong nhé, thì ta break ra ngoài, còn nếu không thì cứ lặp lại. Thế như vậy đây là cái lệnh này là đây này, thiếu chữ n ở đây, nếu n từ 0 đến 100 thì ta là nhập xong và thoát ra, còn nếu không ta cứ nhập mãi nhé. Đây là bài này là bài số 4, bài B4, ví dụ khác thôi nhé. Tôi sẽ thử nhé, làm cách thì ta bắt lỗi bình thường nhé, tôi nhập n là 100 thì ok, không có gì không lỗi. Để chạy tiếp này, tôi nhập n là 0 thì máy sẽ yêu cầu là nhập lại n. Chạy lại này, n nhập là 101 cơ thì máy báo lỗi là nhập lại này, n bằng trừ 1 thì máy cũng bảo yêu cầu nhập lại này, n bằng 200 là nhập lại, n bằng 7 thì ta dừng lại. Vậy là được chưa, vậy đây trình này là đã bắt lỗi được chưa, gần bắt lỗi được rồi nhưng vẫn chưa đúng hẳn, vẫn chưa đúng hẳn. Vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta nhập n mà là số không phải là nguyên ấy, thì máy vẫn văng ra. Để thử nhé. Đây, tôi nhập n là 9.66, máy vẫn vang ra, như vậy vẫn chưa phải là bắt lỗi, được chưa. Thế bây giờ ta phải làm thế nào trong trường hợp này, tức là trường hợp này chúng ta chú ý nhé,
nó có những cái lỗi mà nó phát sinh cái lỗi mà theo chúng ta là lỗi, nhưng mà theo theo Python thì không lỗi, thì làm thế nào thì biến chúng ta sang cái phần là chúng ta có thể tự định nghĩa được lỗi, tự định nghĩa được lỗi như sau đây. Chúng ta có thể tự tạo lỗi đúng không, nhưng mà này bài này là cái bài mà tôi sẽ định làm là như này, tôi làm là tôi cái phần là tôi tự tự tạo lỗi theo ý muốn của mình, theo yêu cầu của bài, theo yêu cầu riêng bài của chúng ta nhé. Đây bài này như sau này, tức là nếu n và số nguyên mà nhập vào từ bàn phím và yêu cầu như sau này, yêu cầu của bài của tôi là như này, là ta viết quy trình để nhập mà một số n từ bàn phím và n yêu cầu là phải là số tự nhiên trong khoảng từ 0 đến 100. Nếu mà không nằm trong khoảng đó, yêu cầu ngược lại coi như là lỗi, ta phải lỗi, ta phải nhắc lỗi đó thì làm như nào, thì làm như sau đây, ta làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta làm như thế này, bây giờ chúng ta phải làm cái chương trình, làm cái thủ tục để nhập liệu riêng nha. Tôi viết cái df như này, gọi là nhập nhập dữ liệu nhập n như này, cái không phải nhập như này, và nó trả lại cho ta cái giá trị là trả lại giá trị là cái số n được nhập vào từ bàn phím, được chưa? Rồi ta làm như sau này, n bằng in input, là chú ý, và chú ý cái phần này là ta tự tạo lỗi như thế này theo cầu riêng của chúng ta. Đấy, input là nhập 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 số tự nhiên n trong khoảng 1 đến 100. Đấy, thì bị hẳn ra đây này, rõ ràng nhé, để cho nó phân biệt được. Được chưa? Bây giờ là if n mà nhỏ hơn 0 o n lớn hơn 100. Đó, tức là nếu mà n mà nằm ngoài của nó thì coi như là lỗi, là thì chúng ta sẽ tạo ra lỗi. Đó. Tạo ra lỗi để chúng ta bắt lỗi theo cái lệnh try nhé. Rồi chúng ta dùng lệnh là raise. Đây là cái lệnh raise là cái lệnh tạo tự động tạo lỗi. Chú ý nhé, như vậy đây là lệnh thứ hai là chính là lệnh value error. Là lỗi này nó có sẵn rồi, chúng ta value error. Đấy, được chưa? Value error. Raise, đúng không? Xong, sau đó ở đây chúng ta sẽ return n. Đấy, mà chúng ta vừa tạo ra một thủ tục là sao số ca nhập vào bàn phím nhé. Thì cái thủ tục là nó có một cái chức năng là nó tự động tạo ra một cái mã lỗi, là nó là dùng lệnh là raise, bạn có hiểu không nhỉ? Như vậy là khi chạy cái chương trình là nhập dữ liệu này, thì ngoài những cái lỗi mà Python bắt sẵn có sẵn ở trong trong Python, thì Python sẽ bắt thêm cái lỗi là value error này nữa. Như vậy với bài này này, nếu tôi ra nhập n là tôi nhập là nhập là 0.1, thì mấy cái báo lỗi là chính là value error. Chúng ta nhập n bằng bằng trừ một máy báo lỗi value error, vì chúng ta đã có cái lệnh có cái raise này này rồi nhé. Rồi chúng ta mình sẽ làm này, bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình nhé. Chúng ta làm như sau này, là làm như thế nào nhỉ? Đây chúng ta vẫn phải làm tôi muốn là nhập liên tục, tôi phải làm vẫn phải dùng lệnh while này đúng không? While true n bằng nhập đấy, nhập dữ liệu được chưa đấy. À, nhập xong rồi thì tập break thoát ra khỏi cái chương trình. Đây là accept đây này, à, xin lỗi, đây không phải, đây, tôi xin lỗi, ở đây phải là như này, như phải là try chứ, try 1 2 3 4, 1 2 3 4 rồi. Ở đây sẽ là accept
Chỉ một lỗi thôi là value error thôi. Value đúng không? Từ value là value error. Value error. Thông báo tí, thông báo tí đi. Thông báo ngoài là bạn đã nhập sai. Đi. Nhập sai. Nhập sai rồi. Nhập lại. Nhập lại. Đấy, nó chỉ này thôi đúng không? Và ra đây chúng ta sẽ in ra. Đây. Print. Print n. Như vậy đây là cái chương trình, đây là cái thủ tục để chúng ta tự động tạo ra một cái lỗi mới, lỗi mới, một cái loại lỗi mới, hoặc tạo ra một cái lỗi mới mà tự động phát sinh cái lỗi mới khi mà chúng ta xử lý trong 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 một cái trường hợp của chương trình, là khi chúng ta nhầm cái số mà số đó là nhỏ hơn không và lớn hơn 100. Đây là trình nhập chính đây. Nó là cái này nhé. Để chúng ta lưu lại cái này là bằng số 4, nó chạy thử nhé. Chương trình sẽ in ra, sẽ liên tục hoặc như này. Vì tôi nhập vào 6 thì là ok, thì không lỗi gì cả. Vì tôi nhập vào số này. Tôi nhập một cái số là 101. Em báo lỗi. Nhập thay rồi nhưng cần nhập lại đi. Tôi nhập là -1. Cũng sai rồi. Tôi nhập là AFS này cũng cũng sai rồi. Mà nhập lại. Tôi nhập là 1.88 cũng sai rồi, nhập lại. Chỉ nhập chính xác khi nhập là một số là từ 0 đến từ 1 đến 100, từ nhập 10 chúng ta. Đúng. Đấy, như vậy cái bài này là nó phức tạp hơn rồi, hay là chúng ta không 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 chỉ không phải là chỉ theo đúng của Python, và chúng ta còn bắt lỗi chúng ta tự động tạo ra. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn chủ động khi mà chúng ta viết cái chương trình kiểu như thế này. Mà đây là chương trình mà bắt lỗi khi mà n nhỏ hơn không, n lớn hoặc n lớn 100. Ta chỉ yêu cầu nhập số trong khoảng từ 1 đến 100. Được chưa? Đấy. Người đã hiểu chưa? Người đã hiểu hiện đã hiểu cái này chưa? Đấy, thì đây chính là một trong những cái chỗ rất là hay của Python đấy, rất là hay nhé. Cũng cũng đơn giản thôi, không có gì nhé. Cái phần này nó không không ngon đâu. Được rồi, thế bây giờ tôi nói sang luôn sang cái phần cuối cùng của cuốn sách nhé. Bài cho nên bài này chất lượng ngắn, không có gì sang phần bài tập cũng còn hay không thì chúng ta sẽ ai lỗi có gì thì tôi sẽ trả lời, nhưng mà chúng ta đi sâu hơn một chút nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút về cái cấu trúc, cái mô hình của cái lỗi này là cái gì. Đây, bây giờ chúng ta quay lại cái này nhé. Đây, bây giờ chúng ta thử viết như này. Bản thân các tất cả các cái mã lỗi đều là các cái từ mà phần mềm Python hiểu hết, thì viết này là hiểu nhé. Đây này, A là cái gì? Đây, A là class name error. Như vậy là gì? Như vậy là mỗi một cái mã lỗi là một lớp class, hiểu nào? Nhưng mà mỗi mã lỗi là một lớp nhé, là một lớp. Đấy. Và cái trong sách tôi đã ghi trong phần cuối cùng, cái trang 247, tôi đã ghi cái cấu trúc các cái lớp mà mô tả các cái lớp mà lõi của các cái mã lỗi ở trong trong chương trình. Đây, tất cả ghi hết ở trong cái nó rất là hay, nó đơn giản lắm. Thì như này nhé. Cái về nhắc lại này, như vậy là tất cả các cái mã lỗi trong Python đều là các cái lớp, mà các lớp này nó đều là kế thừa với nhau, và nó nằm trong một cái lớp mẹ có tên là base exception. Như vậy là cái lỗi cái base exception là cái lớp cha trên cùng của tất cả các cái lỗi. Nhưng mà cái mã lỗi ở trong cái base exception nó có một cái lớp con có tên là nó có một lớp con có tên là exception.
đây là cái lớp con quan trọng nhất. Thì tất cả các cái mã lỗi bình thường mà chúng ta biết ấy, đều nằm trong exception này hết, đều là các lớp con của exception. Như vậy là cái những cái lỗi như là value error hay là key error hay là name error, index error, time error đều là cái lỗi mà nằm trong cái lớp là exception đó. Và nhắc lại là mỗi một cái lỗi như vậy, mỗi mỗi cái mã lỗi như vậy, nó chỉ có một thông tin thôi, là cái thông tin về lỗi, là cái thông tin lỗi nhé, ngoài ra không có cái gì khác nữa nhé. Đây là cái mã lỗi này, còn đây là cái thông tin về lỗi. Hay nói nôm na thì là cái mỗi một cái mã lỗi, mỗi một cái lớp lỗi, nó chỉ có một cái thuộc tính thôi, là một cái dòng thông báo lỗi, để nó lại thông báo lỗi. Nó có một thuộc tính thôi, được chưa? Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ vậy, và về lý thuyết chúng ta có thể tự động tạo ra, có thể định được các cái mã lỗi mới của chúng ta. Ta có thể bổ sung ngoài cái mã lỗi có sẵn ở trong trong Python ở đây, ghi ở đây rồi ấy, thì chúng ta có thể tạo ra các cái mã lỗi riêng, cái rất hay. Thì chúng ta cái các bạn sau này các bạn phát triển lên, các bạn lập chương trình rất là phức tạp, thì chúng ta cần kiểm soát lỗi rất là nhiều, thì khi đó chúng ta nhiều khi chúng ta cần những cái lớp mà định nghĩa lỗi riêng của mình, vì nó không chung, vì lỗi của chúng ta đặc biệt, nó khác hẳn đi, không không đúng như là cách Python bắt lỗi, được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau thử nhé, cùng nhau thử thiết kế một cái, trong này tôi có ví dụ rồi và tôi sẽ ấy lại thôi, mà chúng ta sẽ định nghĩa một cái mã lỗi mới nhé. Như sau, tôi sẽ định nghĩa một cái mã lỗi mới, mà vì trong chương trình tôi có chương trình của tôi dùng rất nhiều cái chuyện là tôi phải nhập dữ liệu rất nhiều, tôi làm việc rất nhiều các số tự nhiên từ 1 đến 100 đó, để cứ nhập ra ngoài sau đó thì là lỗi, thì là tôi muốn làm phải văng ra, cho nên tôi sẽ tạo ra một cái lớp lỗi mới tinh, một cái lớp mới tinh để mà người ta một cái mã lỗi mới do tôi tự động tôi tự tự nghĩ ra nhé. Đó, thì tôi sẽ tạo ra một cái lớp như thế, thì cái lớp đó nó phải gì, nó phải nằm về lý thuyết, nó phải nằm trong cái lớp exception, exception, được chưa? Rồi, thì cách làm như sau, đây bây giờ tôi sẽ viết chương trình bài số 5 nhá, số 5 cái bài chính của buổi hôm nay đấy, là tôi sẽ là cái bài mà chúng ta sẽ tự thiết kế mã lỗi cho riêng mình, cho riêng chúng ta, cho riêng dùng riêng, tức là ngoài những mã lỗi của Python, chúng ta tự động tạo ra các lỗi của riêng mình, và chúng ta có thể sử dụng cái công cụ lệnh try exception đấy để chúng ta xử lý lỗi của chúng ta, được chưa? Thế làm như sau này, chúng ta sẽ tạo, cái này rất đơn giản, chúng ta tạo ra một cái lớp riêng đây, tạo ra một class, và cái tên của class đó chính là cái tên lỗi, chính là cái mã lỗi nhé. Ví dụ tôi nhập tôi làm cái mã lỗi, ví dụ như là input error, đây là trong cái bản thân cái input error là trong trong bản thân không có nhá, trong bản thân nó không có cái mã lỗi nào tức là input error cả, nhưng mà tôi tạo ra, vì tôi trong trình của tôi dùng rất nhiều những cái lệnh, dùng rất nhiều khi mà ta nhập nhập dữ liệu mà cần yêu cầu là phải là một số tự nhiên từ 0 đến 100, ta dùng rất nhiều đó. Rồi, thế là như sau này, sẽ tạo ra cái mã lỗi như này, và nó bắt buộc phải nằm trong cái mã lỗi, nằm trong cái class là exception, lại bắt buộc rồi nhá, đây bắt buộc nó phải là như thế này đó. Thì đây là cách chúng ta mô tả tự động tạo ra một cái lớp, một cái mã lỗi riêng của chúng ta, thì cái mã lỗi bắt buộc phải là lớp, phải là class đấy. Và nó phải nằm, nó là một cái lớp con của cái lớp exception. Được rồi, rồi thì cái lớp này này nó chỉ có một thuộc tính thôi, và như vậy nó chỉ có một cái hàm, đây, là có một hàm init thôi. Chúng ta mô tả thôi nhé. Thông thường là nó như này, nó có một cái tham số là messenger, là
là cái thông điệp về lỗi đây, nó chỉ có mà. Đấy. Thì đây là chính là cái định nghĩa của cái lớp mà của cái lớp R được chưa? Đấy. Khi định nghĩa này rồi thì bây giờ tôi có thể toàn toàn tôi có lập trình và tôi sẽ xử lý như bình thường được chưa? Đây tôi xử lý nhá. Đây, xử lý này. Bây giờ tôi sẽ mà để tôi kiểm tra xem thì viết như nào nhá. Đúng rồi, tôi tạo ra một cái tôi sẽ là tôi phải trong trình tôi phải gây ra các cái tôi phải tự tạo ra cái lỗi của tôi nhé. Để tôi viết là dev cái chương trình là nhập mỗi nhập dữ liệu như tôi vẫn nói lúc nãy đúng không? Nhập dữ liệu như thế này đúng không? Và tôi viết là n bằng này. Là bằng input nhá, là bằng in input như thế này, nhập số tự nhiên số tự nhiên nhiên được chưa? Sau tôi kiểm tra này, nếu này nếu mà n mà nhỏ hơn không n lớn hơn 100 thì tôi raise vậy cái gì đây, không phải là một cái mã lỗi có sẵn mà tôi lấy cái mã lỗi của tôi là input error rồi, của tôi và đây tôi đưa vào cho nó cái tham số chứ là cái thông báo lỗi nhé, bạn nhập sai nhập không chính xác, không chính xác được chưa? À. Đây chính là cái mà đây chính là cái trình cái hàng của tôi đây và cái hàng mà tôi đã trong đặt hàng tôi đã xử lý cái việc tạo lỗi mà tôi dùng cái mã lỗi đây là cái mã lỗi mới tinh, mã lỗi này không có ở trong trong Python vì tôi đã tạo nó ra rồi ở đây làm cái lớp nằm trong cái lớp exception, các bạn chú ý nhá. Cái mã lớp của chúng ta tạo ra phải là một lớp con của lớp exception và cái class này nó chỉ có một thuộc tính thôi. Ví dụ là như này là messenger như thế này. Được chưa? Đó, thì bây giờ tôi sẽ viết viết chương trình thôi, viết chương trình giống như làm nhé. Đây, tôi sẽ yêu cầu là nhập liên tục các số tự nhiên từ từ bàn phím đúng không? Và nếu mà gặp lỗi tôi không lỗi thì không sao, lỗi tôi báo và tôi yêu cầu nhập lại. Bắt đầu này, chúng ta dùng cái while to đúng không? Và chúng ta liên tục là try như này đúng không? Là nhập n bằng nhập dữ liệu không nào, nếu mà không có lỗi gì thì tôi là break ra, break phát ra đúng không, còn nếu có lỗi thì tôi sẽ à, không phải là tôi sẽ phải accept accept yeah accept một là value error, đây là cái lỗi khi mà người dùng nhập n là một số ký hiệu bất kỳ hoặc là nhập là một số thực chẳng hạn thì máy báo lỗi đúng không? Green. Đây. Đúng. Ở đây nhé, ở chỗ này là bạn nhập mà thật sự chỗ này tí chỗ này này ở chỗ này là nhập không đúng, nhập không chính xác, nhập không đúng, nhập không chính xác, nhập không chính xác đúng không, vì cái lỗi này là cái lỗi này lỗi của nó có sẵn cái value này, cái value này là phải viết hoa đúng không, value này viết hoa
không chính xác. Thì mã lỗi này là lỗi mã lỗi mà của Python. Mã lỗi là mã lỗi này là của chúng ta. Đây tôi mới viết cơ sở này. Số cần nhập bị hẳn nhé. Số cần nhập phải lớn hơn phải nằm trong 100, ví dụ thế nhé. Đó. Tôi tạo làm thêm cái nữa là exception input error nhé. Đây lỗi chúng ta là input error error đúng không, s cho nó ta in được s error đấy, và chúng ta print cái này ra, print cái error. Input error, error thì cái error này này nó chính là cái này này, nó chính là cái này. Đấy. Được chưa? Đấy. Rồi, thì bây giờ tôi chạy thử này. Gian đây tôi mới viết là không không đây nhé. Tôi mới viết là như thế này. Đây là accept thì không có sần đây. Accept như này thôi. Được. Được chưa? Thì có thêm chú nữa thì cái đối với lệnh try thì ngoài cái lệnh là except xong mô tả mã lỗi, except except là mã lỗi 1, except mã lỗi 2 thì nó còn có một cái thông tin nữa như này là except except exception. Đây thì khi tôi viết là except exception như này thì là khi tôi viết như này thì là ý là quan trọng nó là cái lỗi còn lại loại nếu mà lỗi loại này thì xử lý như thế này, nếu lỗi loại loại này thì xử lý như thế này, còn lại nếu lỗi loại khác thì xử lý kiểu thì xử lý thì ta xử lý kiểu khác, thì biết này ta không cần thông báo nào này là được, được chưa? Là như vậy ta chú ý thêm, như vậy là cái lệnh try except còn có thêm một cái cách làm nữa là try này except mã lỗi 1, except mã lỗi 2, except mã lỗi 3 và cuối cùng except except exception, thì cái lệnh exception là nó xử lý cái lỗi còn lại. Lỗi còn lại không phải đồng có lỗi này, còn lại. Đấy nhé. Rồi là tôi biết đây là print đã nhập xong. N đấy, chính xác đi đó, nhưng mà tôi đã qua một chương trình là hoàn chỉnh rồi nhé, bây tôi chạy thử xem còn tình trạng lỗi gì không để chúng ta hình dung được cái cách chúng ta bắt lỗi nhé. Đây là bài B B5 của chúng ta, bài 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 rất quan trọng đây nhé. Để nhắc lại này, phương diện chính này là chúng ta sẽ yêu cầu nhập từ bàn phím một số n và kiểm soát lỗi không để thì nó bị văng ra khỏi chương trình, không bị văng ra là nó dừng chương trình, với cầu nhập liên tục cho đến khi đúng thì thôi. Thì đây một chương trình sẽ xử lý lỗi thứ nhất, mà ta biết rõ lỗi là value error là cái lỗi mà khi mà chúng ta nhập số n là nó là một cái không, nó không phải là số nguyên thì báo là không chính xác. Lỗi thứ hai là nó là số tự nhiên thật nhưng mà nó không phải từ 1 đến 100 thì chúng ta đã xử lý bằng cái mã lỗi nó tạo ra là input error, định nghĩa ở đây, định nghĩa ở chỗ này đây, input error ở đây nhé. Đó, và cái range của nó là đây ở trong cái hàm này nhé. Và cái lỗi thứ ba là cái lỗi này là lỗi còn lại, còn lại còn đấy đề phòng người ta mới còn một lượng thoát thì sao, ta để ở đây rồi thì tôi chạy thử nhé. Đây nhà 8 nhập số 8 thì máy báo là ta nhập xong. Nó sẽ lại năn ở đây. À xin lỗi. Ở đây chưa có cái hàm mà turn n ở đây. Không không để những nhá. Turn n. Rồi. Nhưng mà nó bị từ khá như này là nó bị năn thì ta chạy lại nhé. Chứ này cái hàm này là phải return n nhé, thì nó mới đúng. Rồi chạy lại này. Ghi lại nó nhé.
Đây, nhập là 9 thì máy báo là đã nhập trong 9. Bây giờ tôi chạy lại tôi nhập là 2.66. Máy báo lỗi là nhập không chính xác. Vì tôi nhập là -1. Máy báo lỗi là số cần nhập phải nằm trong 1 đến 100. Tôi nhập là 100 như này. Báo lỗi tôi nhập là tôi nhập nằm trong 1 đến 100. Tôi nhập là A B B B B như này. Báo lỗi không chính xác. Đấy cứ như vậy. Nhập mà một số là 9 ăn à, thì đúng chính xác là 9. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta thấy là nhưng mà cái bài này là cái là một cái ví dụ rõ ràng chúng ta có thể bắt lỗi cái này gọi là cái đang là bắt lỗi bằng bằng exception, nó bắt lỗi ngoại lệ này, lỗi ngoại lệ nhá, các bạn đã hiểu nào. Và cái bài này là cái bài mà chúng ta bắt lỗi là gì, bắt lỗi là dùng cái lỗi của riêng mình tạo ra một lớp riêng của mình đặt tên là input error. Cái lỗi này đặc thù riêng của bài tập của chúng ta không nằm ở đâu cả, nằm trong trình của chúng ta thôi. Trong trình của chúng ta này chúng ta phải dùng rất nhiều cái hàm input này và nhập liên tục, chúng ta chỉ làm việc với số n là từ 1 đến 100 thôi, không làm việc với số n khác. Đấy, được chưa? Đấy. Mọi người đã hiểu chưa nhỉ? Thì rất quan trọng là gì, là chúng ta phải tạo ra một cái lớp mà lớp đó phải nằm trong cái lớp con là x, nằm trong cái lớp exception, tất cả các lớp mà quan trọng nhất đều nằm trong exception hết nha. Trong cái bảng chúng ta thì là cái lớp trên cùng là base exception, nó chỉ có mấy cái lớp con các cái nhóm lớp con là system exit này, keyboard interrupt này và generator exit này là những cái lỗi mà của hệ thống của hệ điều hành. Còn còn exception là cái nhóm con chính là mô tả cái lỗi mà Python kiểm soát được. Thì cái, như vậy chúng ta làm, chúng ta đưa cái input error làm cái mã lỗi riêng của chúng ta đưa vào bên trong cái hệ thống lỗi của Python, và nó chút của nó rất rất đơn giản như thế này thôi. Nó chỉ có một tham biến thôi, là một cái dòng thông báo cái lỗi đó. Ở đây có thể tôi mô tả luôn lỗi là lỗi nhập liệu cũng được, như vậy cũng được, nhưng tôi để là chung này. Nhưng có thể viết luôn ở đây là thông báo ngay là cái messenger này nó là cái gì cũng đây được mà thôi. Được chưa? Như vậy là thế, đây là chúng ta đã như vậy là xong cái phần cái chương 16. Bây giờ còn lại một chút cái yêu cầu của cái chương trình tin học lớp 10. Tin học lớp 10 thì nó có cái chương trình như này. Nó có một dòng như này, tôi cho các bạn xem để chưa này. Nó có được một cái dòng đây, đây là đang trên màn hình tôi là cái yêu cầu cần đạt lập trình cơ bản này, cơ bản đây nhé, là của tin 10. Thì ở trong cái phần thứ ba nó có 3 phần. Phần 1 là môi trường và các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ lập trình bậc cao, 2 là chương trình con, và 3 là giải quyết bài toán bằng lập trình. Đấy, như vậy các bạn thấy không, toàn bộ các chương trình mà gọi là Python đi của tin lớp 10 là phần này đây, tất cả ba dòng này đây là cái yêu cầu cần đạt của cái chương trình tin lớp 10, lập trình tin lớp 10 gọi là nằm gọi lập trình cơ bản theo chương trình theo chương trình gốc ấy, là cái phần này là 38 tiết, 38 tiết để phân bổ như sau. Phân bổ là cái phần này này là 20 tiết, phần này là phần thứ hai này là 8 tiết, và phần thứ ba này là 10 tiết. Trong cái 10 tiết này thì nó có cái phần là kiềm thừa và cái lỗi chương trình. Cái câu này là một câu là thôi nhưng mà rất là khó luôn, kiềm thừa và gỡ lỗi, chỗ này là chỗ rất là khó. Thì cái exception chỉ là một phần nhỏ thôi, còn chúng ta sẽ phải dạy học sinh cách chúng ta test chương trình mà chúng ta kiểm thử, gọi là kiểm thử. Kiểm thử thì chúng ta có thể kiểm thử theo nhiều cách, nhưng mà theo tôi hiểu là chúng ta sẽ phải kiểm thử thông qua nó gọi là kiểm thử hộp mà hộp trắng đấy đúng không, hộp đen là kiểm thử, hộp đen là kiểm thử là cái đầu vào đầu ra thôi, kiểm thử hộp trắng chúng ta mà phải phải làm được lệnh để bắt chương trình, chúng ta có chạy chương trình theo từng từ mức một. Đây tôi để như này, nó chạy chạy đen nó dừng lại, và đây tôi để ở đây nhé, tôi để ở đây này. Đấy, chạy chương trình thử nhé. Đấy. Chuyện tới đây này nhé, và bây giờ lên không.
Nó không hề lên chỗ kia nhỉ. À. Bếp quanh. Tức là ý của tôi là chúng ta dạy được cho học sinh cách mà cách cách dùng mức độ rất đơn giản cái chức năng debugger của các cái gì là cái như này thôi. Tức là chúng ta sẽ phải dạy cho học sinh cách có được kiểm soát được các cái biến nhớ khi chạy chương trình và dùng biến nhớ đó để kiểm soát chương trình là đúng hay là sai, hay gặp lỗi hay không gặp lỗi. Có, nói chung là tương lai là có đấy, không dễ. Theo tôi là kia trong cái chương trình tin lớp 10 ấy, thì cái phần này là cái phần một trong những phần mà khó nhất đấy, khó nhất. Tôi không hiểu một cái sách giáo khoa của lớp 10 họ sẽ viết sách như nào, nhưng đây là phần khó, chỉ một câu là thôi, nhưng mà có, vì trong từ trước đến nay trong chương trình phổ thông là không có cái chuyện đó. Kia chúng ta dạy cho học sinh chạy Pascal là như này nhé. Thì đây là gì, kiểm thử các lỗi là chúng ta phải dạy học sinh cách chúng ta test chương trình, làm sao biết được nó cái đúng hay là cái đang chạy sai ở mức độ đơn giản nhất thôi, độ là đơn giản. Thông qua các cái biến nhớ trung gian, thông qua debugger, thông qua cái chuyện là cho ông chỉ nó dừng lại nửa chừng, chúng ta kiểm soát từng cái biến nhớ một. Bài này nó ít quá nhưng tôi không 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 ghi rõ, có thể print n ra ngay cái chỗ này, không một thứ ra đây thì cũng được nhé. Đó, được rồi. Như vậy chúng ta đây là kết thúc nhé. Thì ai có ai hỏi thì chúng nhận, tôi sẽ trả lời luôn. Ai cần hỏi gì không, vì hôm nay là cuối cùng rồi. Ai cần review lại cho chúng ta, có thể dạy chúng ta có dạy ngay cái phần exception này cũng được rồi theo tôi. Còn không hiểu ở trên họ sẽ dạy như nào, họ yêu cầu như nào, nhưng mà theo tôi dạy cho học sinh một chút về cách chúng ta bắt lỗi chương trình để chương trình nó khỏi lỗi là cũng là tốt rồi, cũng là được. Trong chương trình của chúng ta thì chỗ nào mà nó là nhạy cảm, nó hay lỗi, có thể gặp lỗi, chúng ta bắt chương trình bắt lỗi bằng cách là cho lệnh cho một đấy, và trong cái file đó chúng ta có thể in ra các cái in ra những cái bên trung gian để chúng ta quan sát được chương trình đó. Thì đó là một cách làm. Cái hỏi gì không ạ? Thì theo chương trình của chúng ta thì lớp ra đây là kết thúc này. Thì chủ nhật này tôi sẽ bắt đầu một cái lớp mới, là cái lớp mà phong phần nâng cao. Thì cái lớp phong phần nâng cao này thật ra là tôi cũng đang bản thân cũng đang đang viết dở quyển sách về 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 nâng cao, những chưa viết xong. Tức là chúng ta là vừa viết vừa tôi vừa gọi là vừa viết vừa 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 trình bày thử cho các bạn xem như thế nào. Thì cái phần nâng cao này là theo tôi là rất là khó đấy, là không dễ. Đòi hỏi chúng ta phải thuộc lâu lâu cái cuốn cơ bản này rồi, thì chúng ta sang cái phần kia thì nó ta mới mới không bị vướng mắc. Còn bạn nào còn lơ mơ cái phần cơ bản này thì khi học xong phần kia là rất là khó luôn, sẽ rất là khó. Nhưng quay hỏi cho cũng nhỉ, Cuốn bài tập kèm cuốn các bạn nó có chứ thầy? có rồi đấy, mình đang có rồi mà, hiện nay đang 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 chờ, đang xin giấy phép. Thì tôi nghĩ là trong khoảng một tuần nữa là cùng là sẽ có giấy phép. Có giấy phép xong rồi thì tôi sẽ in khoảng một tuần nữa là cùng là có, chắc là phải nghĩ phải 2 tuần nữa mới có được. Dạ. Chắc phải Thì sang năm cuốn chắc là phải sang đầu năm 2021, rồi. Vâng. nhưng mà chắc là trước Tết âm lịch là có thôi. Nghe lên xong hết rồi, đã làm xong tất cả. Mà tôi đã vừa đếm lại là toàn bộ cuốn sách này là có 300 354 bài, 154 bài tập trong cuốn sách này. Thì là trong cuốn bài tập đó là đã in đã chữa đã giải toàn bộ 154 bài, toàn bộ luôn, không không thiếu bài nào. Thì các bạn có thể tham khảo cuốn sách đó nhé. Sách đó Nghe thì xong hết mua qua kênh nào thế à? sao đó. Cuốn sách đó thì mua qua kênh kênh nào thế à? Thì vẫn như mọi khi thôi, là mình thông thường là mình sẽ mình bây là mình tự in, nhưng mà là sẽ mình sẽ qua cái kênh là mình làm cái trang, gọi là trang là tủ sách CS4S,
thì qua cho nó là nhanh nhất. Còn tức là mình sẽ chuyển sang bên bên sang Tiki, các bạn có thể vào Tiki có thể mua được. Thế nên là Tiki là nó bán cái cuốn sách cơ bản của mình rất là nhiều đấy, qua trang cơ bản và bán rất nhiều qua Tiki. Bạn có thể mua qua Tiki nhá. Dạ. Thì ở trong cuốn sách đó thì nó sẽ có thì nó sẽ có cái phần như này này, nó có cái phần giống như cái này này, nó có cái phần ảnh QR này, QR này, thì các bạn lại sẽ link vào đây thì nó sẽ link sang một cái trang ở trên đó, các bạn có thể tải về tất cả các cái giải, tải về tất cả các cái file nguồn, các file chương trình, cái file đuôi pi đó. Thì này, thì trong cuốn sách mới là tôi thiết kế như vậy, thiết kế thì nó có cái mục đó nhé, để các bạn cứ cái sách mới là sách cũ này không có này, sách cũ này là không có nhé, cái sách này nó không có, còn sách mới từ đây thì tôi bắt đầu có sách, là sách mới ra này thì nó có cái phần này đó, thì cái phần này là phần mà sẽ từ nay trở đi tất cả các sách của tôi đều được có phần này hết, các bạn có thể vào đó các bạn tải về những cái thư mục, những cái file, những cái chương trình liên quan đến cuốn sách. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ À, rồi. có gì cần hỏi các bạn cứ hỏi trên nhóm, tôi vẫn giữ lại cái nhóm đó, các bạn cứ hỏi thêm. Còn các bạn khuyên các bạn là nên join sang cái nhóm mới nhá, nhóm Dạ mà lớp mới là cái lớp nâng cao. Ừ. rồi. À, ta dừng lại đây nhá. Toàn bộ Dạ học vâng, viên chuyển sang lớp nâng cao luôn. chuyển sang hết nhá. Ừ, vì lớp bên kia là không thu phí mà miễn phí mà nhá, thoải mái nhé. Và Rồi. cái link thầy đưa các cái bài lên vẫn còn trên đề trên nhóm đúng không này, rồi đúng không Không. thầy? Còn nguyên nhá, còn nguyên. Vâng, Có thể vào để vào xem nhé. dạ vâng, chúng em phải xem đi xem lại chắc là đi nhiều xem đi đấy. lại đấy ạ. Chào mọi người Vâng, nhá. cảm ơn em, chào thầy ạ. Chào các bạn, em chào thầy ạ.